Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Phi Nhung và Jinka Giao Linh được biết đến là một cặp nghệ sĩ vô cùng thân thiết, xem nhau như mẹ con. Tại phần cuối chương trình Ngôi Sao Đương Thời tuần này, Giao Linh đã được mời đến để chia sẻ về con gái nuôi của mình. Ngay khi Jinka Giao Linh xuất hiện, Phi Nhung đã tới ôm chầm lấy và gọi mẹ ơi. Ngay lập tức Giao Linh cũng triệu mến đáp lại con gái yêu của mẹ. Đặc biệt nữ Jinka còn tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Phi Nhung với con trai cả của chồng mình. Được biết cả hai đã có quan hệ tình cảm với nhau và điều này chưa bao giờ được Phi Nhung nhắc tới trước đây. Tôi là người biết rất nhiều, hiểu rõ về cuộc đời những gì Phi Nhung từng trải qua nên luôn muốn con mình được hạnh phúc. Thực ra Phi Nhung và người con cả của chồng tôi đã từng quen nhau một thời gian, nhưng vì không có duyên với phận nên hai đứa không đến với nhau được. Bây giờ thời gian trôi qua cũng thấm thoát mấy chục năm rồi. Tôi lúc nào cũng muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với con gái mình. Hôm trước tôi có đọc một tin trên mạng và bất ngờ tôi thốt lên: trời ơi, sao con mình giờ nó nhiều con quá vậy? Giờ mà tới tận 24 đứa. Nữ hoàng nhạc vàng tiết lộ. Giao Linh cũng cho biết về mối lương duyên với Phi Nhung. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, Phi Nhung đã chiếm được cảm tình của nữ danh ca. Từ ngày đầu tôi gặp Phi Nhung đến giờ, tình cảm giữa hai mẹ con tôi ngày càng gắn bó hơn. Ngay từ lần đầu gặp Phi Nhung, tôi về bảo với ông xã: cô bé này dễ thương quá anh ơi, em rất thích. Để em cho con số điện thoại rồi thỉnh thoảng hỏi thăm giúp đỡ nó. Có thể tôi không giúp đỡ được bằng tiền bạc, nhưng tôi sẽ giúp đỡ con bằng nghệ thuật. Về phía Phi Nhung, nữ ca sĩ cũng nhắc đến Jinka Giao Linh bằng những lời bộc bạch chân thành nhất. Cô nói về mẹ Giao Linh: tôi nghĩ tất cả ca sĩ ở thời của tôi ai cũng yêu mến tiếng hát của mẹ hết. Đó là cái khiến cho tôi đến với mẹ một cách rất tự nhiên. Lúc đó tôi mới sang Mỹ, mới vào nghề nên chưa hề được gặp mẹ. Tôi ở Nam Cali, còn mẹ ở Bắc Cali. Có một lần chị Tri Di Phương Trinh kêu tôi tới Bắc Cali hát và gặp được mẹ Giao Linh. Vì phòng lúc đó ít nên tôi về ở chung với mẹ. Mẹ Giao Linh cho tôi một cảm giác như người mẹ thực sự. Cứ gặp là tôi gọi bằng tiếng mẹ, không có gì phải ngượng ngùng và cũng không ai bắt buộc tôi phải gọi như thế. Tôi gọi mẹ một cách rất tự nhiên. Phi Nhung cho biết cô rất sợ hát với những danh ca đi trước, nhưng lại vô cùng thoải mái khi đứng cùng sân khấu với mẹ Giao Linh. Dù có hát sai thì mẹ cũng mỉm cười, rồi chỉnh cho nữ ca sĩ một cách nhẹ nhàng nhất. Mẹ Giao Linh rất dễ thương, tôi chưa từng thấy người nghệ sĩ nào tốt như vậy. Tôi nói thật, không phải ai tôi cũng gọi là mẹ, nhưng lại gọi mẹ Giao Linh một cách ngọt ngào như mẹ ruột vậy, Phi Nhung bộc bạch. Trước đó Phi Nhung gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời. Trong tập cuối, nữ ca sĩ còn thể hiện ca khúc 57 tuổi để gây tặng khán giả. Tại chương trình, Phi Nhung tiết lộ tuổi thơ cơ cực của mình khi 5-6 tuổi phải về ở cùng bà ngoại tại Gia Lai. Nữ ca sĩ được cho đi học may, sau đó chính nghề này đã gắn bó với Phi Nhung thời gian dài. Tâm sự thêm về quá khứ, Phi Nhung cho biết khi đến Mỹ cô vừa làm tạp vụ, vừa làm ở hãng may thảm, lại vừa đi học thêm tiếng Anh. Thời điểm sinh con gái, Phi Nhung vẫn chưa nổi tiếng, mà đến khi gặp Tri Di Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều, cô mới có cơ hội đổi đời. Phía sự cổ vũ của đàn chị, Phi Nhung quyết định đến California lập nghiệp. Nữ ca sĩ chỉ có vỏn vẹn 300 đô, nhưng quyết tâm một là không đi, hai đi là phải thắng. Phải thắng để nuôi con, nuôi em. Đáng chú ý, trong chương trình vừa qua, Phi Nhung lần hiếm hoi kể về bố của con gái mình. Cô cho biết khi sinh xong, Nhung mới cho ba của Wendy biết. Tụi em lúc đó còn nhỏ và là bạn bè. Ba của Wendy rất dễ thương, rất tốt. Dù vậy Phi Nhung và người kia vẫn không thể đến với nhau. Khi sinh con, Phi Nhung thậm chí còn phải tự mình lái xe đến viện, sinh xong lại tự mình đi về. Suốt thời gian thai nghén đến ở cữ, cô một thân một mình vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Thật may là cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Cuộc sống của nữ ca sĩ dần tốt lên